Lời nói đầu tiên Quốc Hào gửi đến cả nhà một lời chúc sức khỏe và một lời chào thân thương nhất nha. Hoàng chào cả nhà nha. Chào cả nhà nha. Hôm nay thăm bẫy gắn cả nhà, tới cái bẫy đầu tiên. Cho ông Hoàng nó vô thăm cái bẫy đầu tiên luôn nha. Cái bẫy đầu tiên thì ở dưới cái góc cầu. Cái bẫy đầu tiên bị chết chuột rồi cả nhà. Đây thì mình có cái bẫy thứ hai luôn. Cui hàng. Rồi hình như mình thấy á, có con hành này cả nhà. Trong đây tối quá không biết cả nhà nhìn thấy không, có hàng rồi bạn ơi. Phân nó nè. Con hành này cũng nhỏ à, thấy dấu khoanh nó rồi. Cũng trọng nha. Hành cục đuôi luôn. Con hành nhì cả nhà ơi. Quá đã. Cái bẫy thứ hai lụm con hành nhì khá là ngon. Con này khoảng 450 500 gram á. Quá êm luôn. Rồi để mình lấy cái bẫy phụ đặt lại rồi đi tiếp luôn nha. Trong đây thì mình có cái bẫy thứ ba luôn nè. Như nhẹ chuột còn luôn, không dính này, cho nó bịch lúa đặt lại luôn nè. Cái bẫy tiếp theo luôn cả nhà. Rồi sao kèo này cả hai ly phê phải không? Người hàng thì nó đặt cái góc bên đây nè cả nhà, mình thì đặt cái bên góc chuối bên kia đó. Rồi hai anh em mình cả ai cũng ai dính nha, ai cũng dính là ba cà phê phải không? Đúng rồi. Rồi ok, không cần biết gắn bự nhỏ. Cái bẫy của ông Hoàng thì đặt ở đây. Chuột còn ở đâu? Chuột còn hả? Rồi không có mà lần này. Đây cái bịch lúa rồi. Cái bẫy của mình thì lại cũng đặt cũng gần đó nè. Chuẩn bị chung cà phê đi Hoàng ơi. Bờ của anh là ngon lắm nè. Cái bẫy của ông Hoàng đặt là thầm cử này là cử thứ ba nha. Cử đầu tiên dính con hành nhì quá ngon. Hai cử này thì nó không dính nè. Cái bẫy của mình thì hình như là đặt ở trong đây phải không ta? Cái này thì mình mới đặt à. Đây, cái bẫy bên đây. Rồi, dính nè cả nhà, con hổ ngựa nha. Đây. Rồi đẻ trứng luôn kìa. Có một đống trứng luôn. Hoàng ơi, hai ly cà phê Hoàng ơi. Sao cảm nhận giờ sao thu phê nó làm sao? Có trứng luôn kìa. Ừ, đặt cái đó đó. Mấy trứng? Không biết, lấy mấy con trứng à. Ừ, chắc mới đẻ con trứng à. Hai trứng đầu này, trứng đầu kia. Mấy trứng? Một trứng à. Một trứng rồi. Giờ chuẩn bị chung phê nha, về nhà tính. Ừ, thấy cái bẫy phụ đặt lại đi tiếp luôn cả nhà, cho ông Hoàng nó bắt gắn ra luôn cả nhà. Hôm nay mình lấy có hai cái bẫy phụ theo à, dính hai con thì mình bắt một lần luôn. Con hành nhì khá là ngon. Con ngựa làm Hoàng đau lòng. Thua anh chầu cà phê. Thua thì chung thôi. Phải có chơi, phải có chịu chứ. Không ra tính quỵt đó. Tính vậy thiệt á. Ra đây em trai. Con hành nhì khá là ngon luôn. Chừng 450-500 gram á.
con hành cục đôi luôn kìa, hai đầu. Còn cái đầu thấy nhột nhột sao? Năm lạng anh em. Ừ, 4 lạng rưỡi 5 lạng. Đầu đưa lên giống nãy chụp hình cho em bôi rồi. Rồi vô giỏ lưới. Con ngựa chừng nửa ký. Ngựa này đầu chưa chạy mới vô đó. Anh em có gì từ từ nói, đừng có tát nha. Gà đó. Nhẹ nhẹ thôi, nó rút mạnh quá bể trứng hết trứng, nó còn trong bụng đó. Còn ngựa nửa kg. Rồi vô giỏ lưới luôn rồi. Đâu qua đưa cái trứng nó lại rồi. Này, nó vô bẫy nó đẻ luôn cả nhà. Mày đẻ có một trứng à. Trứng này còn mềm. Rồi khi nào tới cái bẫy tiếp theo mình sẽ quay chia sẻ tiếp nha. Cái bẫy tiếp theo luôn cả nhà, cho ông Hoàng đang vô thăm. Cái bẫy này thì đặt cặp lộ nè. Hồi nãy thì mình mới dính thêm con hành nữa mà có người nhờ mình không có quay cả nhà. Ép lúa à? Ép lúa chắc dính rồi, ép xác không? Dính à. Con gì? Hành. Bự không? Nhỏ. Trời ơi. Hành ba hả? À? Ừ, hết hai mà hành có bị. Kệ đi. Có thì cũng vui rồi. Đâu con hành ba đâu. Trời ơi, chừng làng. Con này chắc thả luôn rồi, Hoàng nó nhỏ quá. Chuột tôi đếm á. Để chút nó thả. Đây, nãy thì mình mới dính thêm con hành nữa nè, mà có người ta thì mình không có quay cái nhà. Con này được hành nhì rồi, ăn ba là ăn ba lần hơn. Rồi, cho ông Quảng đặt lại cái bẫy đó. Tiếp tục trong đây thì mình có cái bẫy nữa nè. Chuột chết rồi cả nhà, không dính nè. Một con hành nhì, một con hành ba. Hành ba, phúc xanh. Hành ba này chừng làng. Con này thì chắc phóng xanh nó luôn cả nhà. Thả luôn nè. Mình thả cho nó bò đi luôn rồi cả nhà. Con này khoảng 3 lạng nè, hành nhì. Rồi, vô giỏ lưới. Rồi khi nào tới cái bẫy tiếp theo mình sẽ chia sẻ tiếp nha. Dưới đây thì mình có cái bẫy nữa nè, tròn hoàng nó vô thăm nha. Hiện tượng gì không đây? Khui hàng, khui hàng. Khui hàng. Lụm con hố hành to to coi. Trời ơi, lụm rồi. Chuột chết, chuột chết hả? Nghe trời ơi đâu biết. Con gì? Ngựa hả? Chó. To. Cũng được á, cỡ nửa ký á. 4 lạng. Bắn cục á.
Con này mới vô, cái đầu còn muốn lửa. Ừ. Thôi, có thì cũng vui là vớt vát được tiền chuột. Cái bẫy tiếp theo luôn cả nhà. Cho ông Hoàng nó vô thăm nè. Chết chuột á. Chết chuột rồi cả nhà, không dính nè. Trong đây thì mình có cái bẫy nè. Cái này thì chiến rồi dính con hành khủng nè cả nhà. Con hành đó về nhà căng là được 850 gì á. Lụm nữa không? Lụm nữa hả? À? Con gì? To không? Đâu đâu đâu. Để đừng có lấy nha, để tao coi ạ. À. Ây da. Cái đường này nó hơi khó chui vô. Mấy bên kia khoan cục luôn. Đâu? Mấy bên kia. Có người đây đang dẫm mà. Đây ở nhà có phân nè. Để mình dỡ thứ coi nặng không. Rồi cũng nhẹ, không có nặng lắm. Nhẹ. Đây. Nhìn ngon á. Con này khoảng 5 lạng. Chín rồi đến con hành nhất, cái giá con hành cái đó. Con này con đực nè. Con này khoảng 5 lạng, khá là ngon rồi cả nhà. Cho ông Hoàng nó bắt gắn ra luôn cả nhà. Con hành con ngựa. Hành hôm nay chạy cũng hành ngon ngon không á. Nhị không á. Nhị ngon á. Đạp nó dễ đạp. Ừ. Con này nhì nhì to nè. Nhì khá là ngon. Ăn 500-550 gram á. Chắc một cặp với con khủng chiến gội quá à. Ừ. Con chiến gội. 8 lạng rưỡi. 8 lạng rưỡi. Wow. Con này xém được 6 lạng luôn, có 5 lạng rưỡi à. 6 lạng thì yếu rồi. Nhì quá đẹp. Nhắm rồi, đánh nhanh nút bộ. Ngựa này cũng nhỏ à, khoảng 400-450 gram. Rồi, vô gió lưới luôn. Rồi để mình vô lúa vô chuột luôn nha. Tới cái tiếp theo mình sẽ quay chia sẻ tiếp luôn. Hoàng nó đang thăm ở trong buổi chuối trước đó, con cái cả nhà. Mình mệt quá đi hết nổi. Cho nó đi một mình. Sao rồi? Ôi! Hoàng! Chính không? Con gì? Con gì? To không? Hoàng nó có hàng cả nhà. Nắng. Nắng quá đi hết nổi. Về. 3 lạng rưỡi hả? Nhì là ngon rồi, cho tao nhì. Nhì không coi. Được. Đây. 3 lạng rưỡi. 3 lạng rưỡi khỏe. Cho ông Hoàng bắt 2 con rắn này ra luôn cả nhà. Hồi nãy thì mới dính thêm con hành nữa nhưng mà mình không có quay. Có người ta mình không có quay, cái nào mình quay được thì mình quay, cái nào mình quay cũng được, cả nhà thông cảm nha. Con hành mới dính được hành nhì không Hoàng? Chắc không được ha. Con nào? Con mới dính nãy á. Mới dính sợ chắc không được. Con này thì mới dính nãy là mình không có quay nè. Con nó hơi nhỏ cho hành 3. Ừ, hành 3 luôn. Hồi nãy thì thăm có người nhiều quá thì mình cũng chưa có được coi nữa. Bánh nhanh rút gọn.
con hành ba, còn đây là con hành nhì, hành nhì này chừng 3 lạng rưỡi. Một bao này dài dữ. Đây. 3 lạng không được 3 lạng rưỡi. 3 lạng này cũng nhì vậy. Cũng ngon rồi. Ôi vậy lên này. Tầm 2 kg 2 kg rưỡi vậy cả nhà, khoảng 2 kg rưỡi. Hai con ngựa với mớ hành nhì. Chưa con nào được hết. Hôm nay không có hàng khủng rồi cả nhà. Lát thì dạo quay thông chính con nào to to quay cả nhà xem cho nó sướng chứ. Rồi, cái khi nào tới cái bẫy tiếp theo mình sẽ quay chia sẻ tiếp nha. Như này thì mình có cái bẫy nha. Cuối hàng, cuối hàng. Điện tưởng nha, có kích có gì không? Sao rồi? Bích rộp không? Trời ơi. Như vậy? Con ngựa chào bá luôn. Bích rộp không? Con gì? Con chó. Trời ơi, con ngựa cả nhà. Ngựa này chừng 6 lạng, cũng đâu có to lắm đâu. Lòng mình hơi nhỏ. Ngựa dằn khè cả nhà. Cái mặt thì nhăn với gì quà. Nắng á, mệt. Nắng quá à. Ừ. Rồi để mình lấy cái bẫy phụ đặt lại đi tiếp luôn nha. Trong đây thì mình có cái bẫy nè. Cái này thì chiến rồi cũng chạy được con hành khá là ngon. Con hành nhì. Chí này sao rồi? Chết chuột hả? Chuột còn hả? Cho nó bịt lúa đặt lại luôn. Hàng chuối này thì mình còn hai cái bẫy cuối cùng luôn cả nhà. Hai cái bẫy này thì mình mới chạy nền nha. Hy vọng là sẽ lụm một con nào đó to to. Sao rồi? Không dính này cả nhà, chuột còn rồi. Cái bẫy cuối cùng là cái bẫy cúng cùi. Hút rồi. Đùm cục điện này nè. Đặt đâu nó còn không nhớ nữa. Nhớ hôm bữa là đặt gần cái cục điện. Rồi chạy xe ngang nhìn hết lóc nữa. Sao rồi? Chết chuột luôn hả? Rồi cái bẫy cuối cùng nó chết chuột luôn rồi. Cho ông Hoàng nó bắt con ngựa này ra tổng kết thành quả luôn cả nhà. Chắc khoảng được 2,5 kg 3 kg. Ba con ngựa với mấy con hành nhì. Phải không? Ba ngựa phải không? Đúng rồi, ba ngựa. Còn cầm luôn. Đạp nó lại. Con này hơi to nha. Người dây dùng bỏ nó đi. Rồi ra đi em trai. Ngựa này chừng 7 lạng. Không được 7 lạng. Ngựa này vàng khè luôn. Đẹp quá. Đầu láng hố. Con này cũng mới vô à, cái đầu còn 4 lưỡng. Chưa có bị chày nữa. Vô đỏ lưới. Cọc quốc lộ, cọc lộ xe quá trời. Ai đi ngang cũng nhìn hết. Chuyến sau hai cái cuối cùng là mắc bẫy rồi à. Chuyện đó là chuyện hên xui, đừng có nói bậy bạ quá. 3 ký không? 3 ký. Được mấy con hành nhì. Con
Rồi, video của mình thì cũng xin kết thúc lại tại đây nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sau luôn. Hoàng chào tạm biệt cả nhà các bạn. Chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sau luôn nha.